Một ngày mới vươn lên thành công cần nhiều kiến thức. Oh yeah. Cửa hàng mới sao buồn với bạn gì mà ế quá. Quá chán. Khởi nghiệp sao cứ khó khăn hoài, rồi chê tôi sau khi thất bại. Tôi muốn hẹn, tôi muốn lên, tôi phải làm sao? Chẳng phải lo ta vui ta tươi ta cùng cố gắng. Cố gắng. Chẳng phải lo ta vui ta tươi ta cùng phấn đấu. Phấn đấu. Cùng vui tươi cho ta yêu đời, giờ bán buôn cũng sẽ sinh lời, thành cả gia yêu đời anh hương cả làng đều vui. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyện tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu thấm giọt lệ đen. Ca không chịu nghe, úp cái mặt vô cái bát hoài mày. Mà sư phụ ca, ca nhỏ thôi, đừng ảnh hưởng tới con. Ca cho nghe mà nó còn nó kêu ca nhỏ, nó làm ảnh hưởng tới nó là gì? Sư phụ. Gì? Con tính nó áp dụng cái mô hình massage ở cái xóm mình nè. Trời đất ơi. Dạ. Trời ơi, con thấy là kiếm bộn tiền á sư phụ. Được không mày? Được. Đồ massage giờ người ta người... Cái gì vậy trời? Trời. Bối. Bối. Sư phụ. Ôi sư phụ. Sư phụ có gây thù chú quán gì với bạn? Cái gì vậy? Sơ. Làm ơn. Đi giùm cái đi. Đó, nói sư bẩn. Phụ. Khách cứ ta tới uống cà phê, không đem cà phê ra uống mà quét còn nó dơ bẩn là gì? Không tiếp những khách không trong sáng, không trong sạch. Ủa, sư phụ làm gì mà bà nói không trong sáng, không trong sạch kìa? Tôi đánh mấy người đó. Ủa, làm gì nói tôi? Quá đáng lắm nha. Trời đất ơi, vùng quê của mình á toàn là những người hiền lành chân chất không à. Mà anh nghĩ sao á, anh đem những cái tư tưởng đồi trụy xuống đây. Tư tưởng gì đồi trụy? Anh á biết bao nhiêu công ăn chuyện làm, không làm, nghĩ ra cái chuyện là mở cái mô hình massage là sao. Trời ơi, mô hình massage đồi trụy. Trời đất ơi, tôi nha, tôi không thể nào tưởng tượng được á hả, học trò của anh Tony 8 mà lại đồi trụy đến như vậy luôn. Không, cái này massage trong sáng, kiếm tiền trong sáng nha. Không có cái gì là trong sáng khi nhắc tới từ massage hết trơn á. Trong massage là nhiều cái thứ người ta trị bệnh chứ không phải là mà đồ trị, thấy không? Giờ ta massage ta mở ra là nó chân đó là trị bệnh này, như tôi nào không cái tai đau nè, ta cũng phải cần đi massage chứ. Vật lý trị liệu chứ thầy. Vật lý trị liệu. Dạ. Anh cũng đi massage luôn hả? Đồi trụy, đi chỗ khác. Đi ra. Đừng khùng quá. Trời ơi, massage đồi trụy tồn tại ở vùng quê của mình. Bắt đi, bắt hắn đi. Bắt nó đi, giết nó đi. Không cho nó xong ung dung trên đời. Giết nó đi, bắt nó đi. Cái gì vậy chị? Thưa ơi, tôi nói đây là massage voi với massage cá mà chị làm gì vậy? Massage voi, massage cá là bởi sao? Là sao? Là bà coi truyền hình hoài không thấy hả? Không. Ta nằm xuống vậy nè, con voi nó dậm lên. Đó. Rồi bấy luôn. Massage cá là mình nhảy vô trong cái hồ ta nuôi cá phải không? Rồi cá nó tự nó ghĩa. Ghĩa gì của mình? Ghĩa hết có luôn. Có cái chỗ nào gì ấy thì nó ghĩa. Ấy cái, là cái gì? Tế bào dư rồi đó, nó ghĩa vô. À, tế bào chết đó hả? Tế bào chết đó phải không? Sạch người. Vậy là cái mô hình này á là ảnh hưởng tới lũm chủm rồi. Tại vì lũm chủm như con voi vậy đó. Thế nào anh cũng bắt lũm chủm làm massage voi. Trời ơi, phải báo mọi người mới được. Trời ơi, người ta con voi thiệt bà ơi. Con lũm chủm mà làm con voi cái gì? Với lại con mà nghĩ mà chị lũm chủm mà chị leo lên chị massage chắc người ta chết luôn á. Cái này con voi nó massage bằng nó rê cái chân nhẹ nhẹ lên rồi nó lấy cái voi nó khều khều thôi à. Chị lũm chủm mà lên mà dẫm là ta chết luôn. Vậy là có mô hình đó thiệt hả? Dạ. Mà mình có thể giàu lên từ cái mô hình kinh doanh đó không? Trời ơi, ngon lành luôn chị. Bây giờ đây đang phát triển cái đó, cái mô hình đó. Vậy hả? Vậy là massage không đồi trụy đúng không? Đúng rồi. Trong sáng nằm núi voi. Anh Tiến Tùng, vô đây chia sẻ nè, làm giàu lắm. Thôi, tôi đứng ngoài tôi nghe hết rồi. Sao vậy? Nông cạn. Sao nông cạn? Suối bậy. Suối bậy là sao? Gì vậy? Tôi số 7 hả? Mang tiếng của đệ tử làm gì?
Trời ơi, tôi nói anh nghe nha. Anh á, anh nhà quê lắm. Không có biết á thì để người ta nói cho, người ta chỉ cho mà làm giàu. Trời ơi, cái mô hình này bây giờ rất là thịnh nha. Nhiều người thích lắm. Đây nè, chân nhân bất lộ. Cuộc đời lái xe muốn hỏi cái gì hỏi tài xế. Tài xế lái xe là trên mọi nẻo đường, tầm mắt mở liên tục. Làm gì mà có cái chuyện chị, tôi sao? Chứng kiến hết. Thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bây giờ này, bây giờ kệ kệ đi, bây giờ làm giàu là phe nào cũng được hết. Vậy này đi. Anh Tiến Tùng, anh đẹp trai lạ kỳ luôn đó. Nói nghe nè, làm sao mà mình là giàu bây giờ mình không có kinh doanh cái mô hình massage. Đóng học phí chưa? Rồi đó. Đóng nào? Đã rồi, xong rồi đó. Xin lỗi ha. Cỡ người ta thì đánh đổi được, cỡ bà đổi chứ bị người ta đánh thôi nha. Tin là tôi quánh anh á là dẹo cái mũi thiệt của anh không hả? Hả, vừa phải thôi nghe. Bây giờ tới đây người ta tài xế, người ta lái xe tới phải có cái gì chứ. Mệt mỏi quá mà. Trời, có liền bây giờ đang mệt đúng không? Chờ chút xíu. Ông nói là ông biết hết, thiệt là ông biết hết không sư phụ? Mày biết hết, mày biết cái gì đâu mà nói nghe. Từ từ anh Tám ơi, anh Tám coi chân nhân bắt đầu xuất chiêu nè. Từ từ phải đợi học trò tôi ra. Anh có học trò, tôi cũng có học trò vậy. Dạ sư phụ. Dạ đệ tử xin mời sư phụ uống nước. Quá lố. Sao đệ tử của anh á có cái cảnh mà cơm bưng nước rót vậy chưa? Sao sư phụ? Super khỏe, super tỉnh, wake up 247 phụ. Dạ đúng rồi. Đây, sau một thời gian mà tôi đi một ngày đàn, học được một đống sàn khôn, tôi đã phát hiện bên cái xã bên kia có một cái mô hình rất tiện lợi và phù hợp với mô hình của mình. Mô hình gì? Không cần massage voi, không cần massage cá, mà là massage dịch. Ủa sao anh biết? Trời đất ơi. Ủa là massage dịch đó hả? Trời ơi. Anh Tám, anh Tám biết tướng massage dịch là sao hả anh Tám? Cô Hường biết không? Ổng dài đó bên xã kế bên nè, tao mời tôi qua bên đó làm tư vấn ba cái vụ massage dịch này nè. Dạ. Nghe chưa? Bây giờ đó người ta đang phát triển cái mô hình là du lịch. Dạ. Massage voi nè, massage cá nè, massage dịch nè. Đó. Bây giờ người ta đang triển khai massage dịch. Massage dịch là sao? Trời ơi dễ ở cả. Bởi vì mình ở đây đó, mình nuôi dịch nè, mình nuôi dịch mình lấy thịt nè, mình bán cho người ta nè. Trong thời gian mình chờ đợi nó đủ thịt bán đó là mình cho khách du lịch người ta cầm thức ăn ra đưa cho dịch nó ăn nè, nó nghĩa. Mình ở đây mình thấy bình thường nhưng mà khách nước ngoài người ta nói lạ. Là mình bỏ thóc vô tai phải không? Bỏ thóc vô tai. Cái dịch nó hay nghĩa. Nhục nhục tai đó là đã. Như massage nhục nhục đó đó, người ta thích cái đó đó. Hay quá. Thì bây giờ bà con mình trong cái xã mình là nuôi dịch nhiều. Dạ. Đó thì mình là phổ biến cái này. Dạ. Để cho bà con mình làm để phát triển cái ngành kinh tế thêm. Trời ơi hay quá, chứ phải như ai kia tài xế là cái gì cũng biết hết trơn đó, mà có biết gì đâu, không biết gì hết, biết điều cũng không biết luôn. Mà cái gần nhất không có biết. Có biết. Biết à? Biết gì anh? Biết lái xe. Lái xe mà chưa chắc gì lái an toàn. Tôi ghim điều này. Tôi sẽ trả thù vào một ngày không xa. Mày mà biết cái gì Tiến Tùng, trời đất ơi, ở trong cái xóm này ai không biết mày. Không biết, tài biết, xế biết, là tài xế sao vậy? Thái độ gì là quê xệ đó. Giết nó đi không cho nó sống. Cái gì vậy?